Dạ em xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước à. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin tiếp tục chia sẻ cùng quý cô chú anh chị vườn của anh Hiếu ở thành phố Cần Thơ à. Dạ hôm nay thì anh tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị một số phôi tứ quý cây VIP luôn cô chú anh chị nha, với lại một số phôi mai vàng. Dạ trước khi vào chia sẻ thì xin mời cô chú anh chị mình xem sơ cái vườn của anh ha cô chú. Có một số cây cúc thờ hương ghép cũng khá là đầy tàn cô chú anh chị nha. Cây thì thân lắc đế đẹp luôn nha cô chú. Dạ cúc thờ hương cô chú anh chị nha. Dạ quý cô chú anh chị mình sưu tầm những cây cúc thọ hương đế đẹp, mình về lấy bo cũng như là mình chuẩn bị cho Tết năm sau thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Hiếu cô chú anh chị ha. Dạ xin chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui và sưu tầm thêm được nhiều phôi mai đẹp, phôi mai quái VIP cho mình nha cô chú anh chị. Dạ em xin phép được vào clip giới thiệu phôi mai hôm nay của anh Hiếu cô chú anh chị nha. Dạ xin chào anh Hiếu ơi. Rồi chào Phương. Rồi Di Hiếu cũng mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay Di Hiếu tiếp tục lên một số phôi mai tứ quý và một số phôi mai vàng ha. Muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị ha, số điện thoại của em là 0907 864 124 ha cô chú anh chị. Dạ. Cũng là số Zalo luôn ha. Rồi bắt đầu mình vô cây số 1 nha. Dạ số 1 là tứ quý anh ha. Tứ quý. Dạ. Dáng trực phong cao ha quý cô chú, có cành luôn ha. Này cốt cành tứ diện luôn quý cô chú anh chị ha. Cái này mã số 1 ha. Lấy em cây viết lông anh. Đế cũng khá nữa cô chú anh chị đế ha. Nơm, đế cũng khá. Kè dưới đó kìa. Số 1 nghe quý cô chú. Dạ, số 1. Rồi em cho hoành thân. Hôm nay em lên hàng cũng VIP nhiều lắm nha quý cô chú. Mong cô chú đón xem hoành thân 21. Dạ, 21 hoành thân. Chiều cao 1m35, đường kính bầu 38. Rồi cây số 1 em giao lô 800.000. Dạ, 800 bao ship toàn quốc. Cây này về mình ghép một tàn cúc thọ hương hoặc là tàn hoa hồng đồ VIP luôn nha cô chú. Rồi đổi cây. Rồi mã số 2. Số 2. Rồi một cây tứ quý. Dạ. Thế đều ha, hoành lớn gót ngọn luôn ha. Mã số 2. Rồi em cho hoành thân. Hoành thân 32. Dạ hoành thân 32. Chiều cao 68. Dạ. Đường kính bầu 45. Rồi cây mã số 2 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá 1.400.000. Dạ 1.400.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Mã số 3. Tứ quý dáng trực phong cao nữa cô chú anh chị. Quái luôn. Mã số 3 nha quý cô chú. Dạ. Đế cũng khá nha cô chú anh chị. Đế quái. Rồi, hoành thân. Hoành thân 22. Dạ, 22 hoành. Chiều cao tổng thể em nói là 1m22. Dạ. Đường kính bầu là 40. Rồi cây mã số 3 em giao lưu 800. Dạ 800.000 mã số 3 nha cô chú anh chị. Bao ship luôn nha hai quý. Dạ. Cô chú. Cô chú mình thích ghép những mai tàn thì mình chọn cây này cô chú anh chị ha. Rồi đổi cây. Dạ. Mã số 4. Dạ phong cao tứ quý luôn cô chú anh chị ha. Để nôm. Chi cành nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân 22. Dạ hoành 22. Cái này đến nam. Chiều cao tổng thể là 1m40. Dạ. Đường kính bầu là 45. Rồi cây mã số 4 này ha. Em giao lưu là giá là 1.100.000. Dạ 1.100.000 thôi cô chú anh chị ha. Mã số 4. Dạ tứ quý luôn.
nơm luôn nha cô chú chị. Rồi. Số 5. 5. Quái. Cốt cành. Chiều cành tứ diện luôn cô chú chị nha. Tư quý quái ha. Này nó nằm ẹo qua bên, bên luôn. Dạ. Yeah. Quái ha quý cô chú, cốt cành thăng lắc ha. Rồi em cho hoành thăng. Hoành thăng 32. Dạ hoành 32. Chiều cao 112. Đường kính bầu 45. Rồi, cây tứ quý mã số 5 này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 1.800.000. Dạ 1.800.000 nha cô chú anh chị, dán trực lắc đế quái quái luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Số 6. Mã số 6 là phôi tứ quý phong cao luôn cô chú anh chị nha. Dạ, chi cành thì tứ diện luôn nha quý cô chú anh chị. À. Hoành thăng 27. Dạ, hoành được 27. Chiều cao 118. Dạ. Đường kính bầu 40. Rồi, cây mã số 6 em giao lưu là giá là 1.700.000. Dạ, 1.700.000. Này mình ghép mai tàn vô là mau chơi lắm cô chú anh chị ha, dạ. Mau tính tàn nha cô chú. Dạ rồi. Đây, mã số 8. 7. Ờ, mã số 7 chứ. Dạ. Xin lỗi cô chú nha, mã số 7. Cũng là dán trực phong cao đế nơm luôn cô chú chị nha. Đúng rồi, cốt cành đều ha. Rồi, đế nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành thăng là 24. Dạ, hoành 24. Chiều cao tổng thể là 110. Dạ. Đường kính bầu là nó 50. Rồi, cây mã số 7 dán trực này em giao lưu là giá 2.500.000. Dạ, 2.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Giá cũng dễ chơi cho cô chú anh chị về ghép dạ. Tàn luôn ha. Rồi, đổi cây. Số 8. Cây này dán thú ha, lắc ha. Đế đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đế đẹp. Tứ quý. Mã số 8 hay quý cô chú. Hoành thăng là 35. Dạ, hoành được 35. Chiều cao tổng thể là 1m09. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là 45. Rồi, cây mã số 8 này em giao lưu là giá 2.700.000. Dạ 2.700.000 nha cô chú, trực lắc luôn cô chú chị nha. Nhìn được rất là có duyên cái cây nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi đổi cây. À. Tiếp theo là tứ quý lùng lực cô chú anh chị nha. Lùng lực bonsai cũ bự nha. À. Quá trời, cái cũ luôn nha chú anh chị. Cũ bự lắm à. Rất ngọn luôn nha cô chú. Dạ. Chỗ này nguyên một bệ đặt nên đặt hừ luôn cô chú anh chị. Nguyên cục nặng quái. Số 7 nha. Rồi, hoành thăng 36. Dạ, hoành được 36. Chiều cao 49. Dạ. Củ đặt. Củ đặt là được 64 nha quý cô chú. Dạ. Sổ lên 2 tấc nha. Đường kính bầu dài nhất là 50. Dạ. Rồi, cây tứ quý mã số 9 này em giao lưu là 6.800.000 nha. 6.800.000 nha cô chú anh chị. Tứ quý lùng lực cô chú anh chị nha. Dạ. Đó, rồi tiếp theo là mình giao hàng khủng luôn cô chú anh chị nha. Tứ quý. Bắt đầu em lên hàng khủng không nha quý cô chú.
Cây này hàng cây nghệ thực nè, cây này cây quái nha quý cô chú. Hoành lớn, củ đặc, cây này hết hồn của cô chú ơi. Chú quý. Ôi ôi. Cô chú đang coi cái củ nè. Nó có cái con này ra nữa ha. Nhìn rất là khéo cây nha cô chú. Cây ngoài trong hình nhìn mình 7 ra ngoài nhìn 10 ha. Bao cô chú đây nha. Cô chú anh chị xem cái vàng củ ở dưới nha cô chú chị nha. Củ rồi cái hoành thân ở đây. Cốt cành nó bự bự không ha cô chú. Dạ. À, có cảnh hơi cầm tay em đó nè, bóp vô cô chú biết. Cây khủng lắm ha quý cô chú. Cây này cây số 10 ha quý cô chú. Dạ mã số 10. Dốt mọn luôn. Rồi bắt đầu em cho hoành thân nè. Em đo ngay cái eo như này, này ha, 50. Dạ em chuẩn 50 luôn. Đó. Tới cái củ. Củ đặc ha. Củ đặc của em nó là 82. Dạ. Đó, chiều cao. Chiều cao là nó ta 98. Dạ. Rồi đường kính bầu ạ, à, đồng đế bầu đi cái cũ nãy 82 á, đường kính bầu vô. Cây này khoảng 160 nha cô chú ơi. Dạ. Đó. Cây khủng lắm hai quý cô chú. Cái này đặc hơn luôn rồi cô chú anh chị nha. Cái cũ này là nó đặc nè. Đó, à. Nó có cành quái anh ha. Đấy thật ha. Đó, dốt ngọn nó. Rồi dốt ngọn luôn. Cây này dốt ngọn có khoảng 20 à, 20. Dạ. 20. Đặc thù luôn ha. Đặc biệt rồi cô chú ơi. Cây này cô bà lão bà chồng nè. Cây này trồng ở trong cái xô hết cô chú chứ không phải là cái này, nó miễn xô nó còn y nguyên đó ha. Dạ. Cây này em bứng là em đặt cái xô bà chồng cái xô mũ hồi xưa không biết cái xô gì bự lắm. Ô bà nói là có khoảng 40-50 năm rồi. Cái cây này nó nằm ở trong một cái xô hết cô chú anh chị. Đó. Nè, đập nó ra còn còn cái miếng xô dính nguyên cái lòng xô đây luôn nè. Nè. Từ nhỏ nè, nè đây nè, nó em dốc cô chú ha nè. Nè, nó còn nguyên cái đây, một cái chân nè nó. Cô chú về mà cây này mình về khui là mình biết à, nó trồng nguyên trong cái xô đặt cơ khừ luôn. Rồi, cây mã số 10 em giao lưu là giá 19 triệu ha quý cô chú. Dạ 19 triệu cô chú anh chị nha. Rồi, có. Dạ, mã số 10 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi. Tiếp theo là hàng VIP nữa nha cô chú anh chị nha. Hàng VIP không nha cô chú, sau này bị không à, không đặt đó. Đó, tứ quý luôn nha cô chú anh chị. 11. Đây khủng không nha cô chú. Cây này tàn ra ha. Phong cao ha. Mình để cái dáng gì cho cô chú mình. Mình muốn chơi lồng lực thì mình về mình cắt ha. Nếu mà cô chú mình chơi con sai thì mình cắt xuống lùm lực, nếu mình chơi tàn lớn thì mình để gì luôn ha quý cô chú. Đế nó thì em nói thôi, đế nó thì cũng đế lực bằng bắp tay mình thôi. Đó. Cứng không bầu luôn. Cứng bầu luôn. Đó. Dạ. Đó. Nói về đế thì cây này là khủng khiếp. Rồi đặt luôn nha cô chú, cộng rễ lực lực không à cô chú anh chị nha. Nói về mà đế mà tứ quý mà đế này thì thôi nó lực à. Này mã số 11 em cho hoành thân. Hoành thân là 45. Dạ 45. Ngay vị trí này. Rồi cái củ nó nở nó chạc chạc. Đây em đo nói chung 70. Dạ. Đường kính bầu mình cái này phải vô chỗ chữ nhật nó 65. Nồi đế đó. Nồi đế nó khoảng 170 ha quý cô chú. Dạ. Chiều cao tổng thể 136. Dạ. Này chi cành đều hết rồi cô chú anh chị nha. Chi cành đều. Cành lực đế. Tam tài tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Tứ quý là tam tài luôn nha quý cô chú anh chị. Đế khủng. Tốt đế nào này nó cầm tay em nữa. Rồi, cây tứ quý mã số 11 nha. Em xin giao lưu là giá 11.800.000. Dạ, 11.800.000 nha cô chú anh chị. À, hàng này cây khủng lắm quý cô chú. Cực đẹp luôn cô chú anh chị nha. Cô chú nhìn là quý có gì nè. Hết biết không. Dạ, mã số 11 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Trời thôi. Dạ rồi. Hàng khủng nè cô chú ơi. Thằng nào em đi
Chết luôn cô chú ơi. Hết đi. Số 12 nha quý cô chú anh chị. Này là cái sắn tứ quý. Khủng khiếp nha cô chú. Cái mình nó dặn sáng sáng sáng. Cô chú, cây này là bà cụ có nói tôi trồng cả khoảng 60 năm rồi đó nghe quý cô chú. Dạ. Đây nè, hết biết rồi. Để mà để nó cuộn gói gói trong nha cô chú nè. Đó. Nó gối gối ở trong nó bỏ nó để nó có điều hết hết trơn nha cô chú. Cây này là cây quái cây nghệ thuật ha, thân nó dặn sắn là tốt cành nè, cái sớ cây nó sấy 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 ha cô chú chị. Nó dặn sấy nè. Dạ. Đó. Đó. Cái này là nó bị không phải là nó tàn phai theo năm tháng quý cô chú anh chị. Dạ. Không biết là xưa nó là sao nè, nó già dữ lắm này cô chú, thấy cái lỗi này là biết nó như thế nào ha. Dạ. Nó đã kéo một bít nó. Cây là gắt kéo nhựa rất là khỏe ha, cốt cành cô chú thấy bự mà bắp tay. Để nhưng mà lên đây là giót nha cô chú. Lên đây là giót. Đúng. Dạ. Nó thằng nó lắc nó giọng nó sấy. À. Cái sớ thịt của cây sấy sấy nhìn. Nhìn ngoài nhìn rất là đẹp nha cô chú cây anh chị nha. Cũng lắm nè cô chú ơi. Nè, em ôm nè cô chú biết cái hình dung cái cây như thế nào ha. À. Lớn lắm nha quý cô chú. Quá trời đẹp cái đế. Cuộn. Rồi em cho cái hoành thân ha. Dạ, hoành thân. Người sắn dữ lắm nha cô chú. Hoành thân là 48. Dạ. Chiều cao tổng thể là nó 139. Dạ. Cái cốt cành chi số 1 nè. Cái chi số 1 không là nó 25 nghe quý cô chú. Dạ. Nó có hút không đó mà nó. Rồi cái cục đế này không biết đo làm sao đây nữa nè. Cái cục đế đặt nó thêm cái đi. Em đo em lòn dây trong nè, cái cục đế đặt của nó không ha. Là nó 92. Dạ, 92. Cái tổng cái nồi đế đó. Tổng nồi đế nó khoảng 180 nha cô chú. Dạ. Đó. Đế đặt 92 nồi đế 180. Nhìn đế quá đẹp đó, luôn cô chú đó, nha. Cô chú đó, đế nè. Đó. Thôi tứ quý. Tứ quý già lâu năm lắm hả quý cô chú. Rồi cây tứ quý này em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa giá 15.800.000. Dạ, 15.800.000 nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 12. 12 nha quý cô chú. Hàng cũ nha, đúng hàng trung tâm nha cô chú. Ừ, cái dàn đế nó nè trời. Dữ lắm nha quý cô chú. Bệnh rễ nào bệnh rễ nấy hết biết. Cốt cành nó giữ thân nó lắc hai cây tứ quý mà thân nó lại giận nó sấy nó sẵn lên cô chú. Mình nó nâng cây lên đều văn ha. Rồi em đổi cây. Dạ. Cũng lắm một kiểu rồi. Số 13 nha cô chú anh chị. Hàng khủng nha chú không? Này khủng mà quái, chi cành có hai cái sừng. Cây này hai loại một hàng khủng hàng quái nha. Dạ. Bự sắc, cô chú thấy cây nè, hết biết rồi. Nhìn ngoài nó quái quái sao cô chú anh chị? Cây này em để gì với hai cô chú về chơi cái độ quái nó ha. Đó, cây rất là nghệ thuật nha quý cô chú. Đế lực lắm lực cô chú anh chị. Quá trời cái gọng rễ nó không bằng cái thân. Đúng. Rồi trước hết em cho cái hoành thân ha. Bắt đầu em mới cho cô chú mình cái nồi củ đế ha. Hoành thân là 67 nha quý cô chú. 67. Wow, chuẩn luôn nha cô chú nè, em đo nè. Đó. À, đây khủng khiếp lắm nha cô chú. Thẳng thước dây. Rồi, tới cái chiều cao nó lên tới cái đây là nó được 136 nha. Dạ. Đó, tới cái đập chủ nó tới cần quá rồi. Tới đây là nó được 96 nha. Dạ. Nhiều vị trí cho cô chú mình tham khảo. Cái cục đế này, cái cây này nó có cái đế quái. Cái nồi đế cũ đây là nó 92. Dạ. Tổng nồi đế, cây này chắc nồi đế khủng á. Cây này nồi đế 200 đó quý cô chú ơi. Hết thước dây mà nó còn khúc nè. Đó. Nhìn ở ngoài nhìn nè. Cây này ở ngoài cô em bao cô chú đẹp nha, lực ha. Đây cũng lắm cô chú ơi. Rồi, cái này là mã số 13 nha cô chú anh chị. Mã số 13. À, cô chú anh chị ưng ý phơi nào thì mình chốt đúng mã rồi, số nha số cô chú nha. Em xin giao lưu đến với cô chú anh chị gần xa là giá 28 triệu ha cô chú anh chị. Dạ, 28 triệu. Phơi mai về. Mai vàng hay hoành 67 ha cô chú anh chị.
Nếu cô chú biết cái hoành gì thì cô chú nếu mà vô vườn thì ta kêu thì biết giá như thế nào rồi. Chứ cây em mua rẻ được thì em bán giá rẻ cô chú. Chỉ 28 triệu nghe quý cô chú. Dạ. Bao ship còn quá ha. 28 triệu. Dạ. Dạ rồi. Cây này cần quá nha, nó ghê. Độc lắm ha. Dạ. À, số 13 là 28 triệu nha cô chú. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, đổi cây. Rồi, 14. Một cây mai xù nha quý cô chú anh chị. Dạ. Đây nó có cái thẹo đây là nó bị không biết hồi xưa hay sao. Đã nó kéo sẹo sành nè quý cô chú. Dạ. Này là nguyên một cây mai xù nha. Đó. Xù trên này dốt ngọn luôn. Về đây mình tán luôn, chơi dịch cấp. Rồi, này mã số 14 nha quý cô chú. Rồi, em cho hoành thân. Hoành thân đây là 37. Chỉnh luôn ha. Dạ. Chiều cao 64. Dạ. Rồi em cho cái đường kính bầu, đường kính bầu nó là 45. Đây, xù hết trơn ha. Rồi cây mã số 14 này, một cây mai vàng em xin giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha, giá 4 triệu rưỡi ha. Cũ yeah. Luôn ha cô chú, cũ bự cho bà. 4 triệu rưỡi cô chú anh chị nha. Chỉ 4 triệu rưỡi thôi nha quý cô chú. Bao ship cho mình luôn nha cô chú anh chị. Bao ship luôn. Dạ. Rồi đổi cây. À, tiếp theo là hàng khủng mai vàng nha cô chú. Hàng khủng nha cô chú. Ai ở? 15. 15 nghe cô chú. Hàng này ghế cành được tóc bạc nha cô chú. Đều bằng luôn ha cô chú. Xù nha, đặc biệt là xù nách nha. À, đây. À, bà xù đây cô chú anh chị nha. Cây thân rất nhẹ lên ha cô chú. Gót luôn ha. Có cành đóng bạc cấp, cấp về mình ghép vô bẻ ra thì nó sẽ hàng khủng ha. Ghế thì cộng lực lực không đế mà cô chú. Cộng lực mà đế nơm. Nó chảy ra ha. Gói ha, đế lực hơn cầm tay em nữa. Sát lớn ha quý cô chú. À. Cây thì chảy xù luôn cô chú chị nha. Đây. Cái này nha cô chú. Em cho hoành thân ha. Hoành thân đây là 48 nha quý dạ, cô chú. Dạ, hoành 48. Chiều cao tổng thể là 106. Dạ. Đường kính bầu. Đó, để sổ chứ. Để sổ là được 3 tấc 9 nha cô chú anh chị. Dạ. Ghê hồn luôn cô chú. Đê dòng đế. Dòng đế nó khoảng 200 nha cô chú, 109 đi. À. Dạ, 1.9. Bắp lực không nha. Rồi nó sổ xuống không mà cô chú anh chị nha. Đây là mã số 10 à? 16. 6. Ủa 10 15 chứ. 15 cô chú 15. Ơi. Mai dạ. Vàng dạ, số 15. Cây này một cây mai vàng xù ha, em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa giá 17 triệu ha. Dạ. Hàng khủng ha cô chú. 17 triệu. Dạ. Cây thân cây lắc lên, rất đẹp lắm cô chú. Rồi, đổi cây. Khủng ha cô chú. Mã số 10 à? 16. Này cây này cây một cốt cành ha, đế cộng đế lực ha. Cây này thuộc hàng cốt thẳng quái ha cô chú. Đế cộng đế lực hơn bắp tay nó. Cô chú ấy. Đó. À. Thằng lại sẵn lắp lên ha. Đó. Quái đế ha. Đó. Lên da me cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Đó. Chi cành thì khỏi chê luôn cô chú chị nha. Có cành thì khỏi chê luôn cô chú ơi. Rồi hoành thân là 38 em dạ, cô chú. Dạ, hoành được 38. Chiều cao tổng thể là 1,5 m. Dạ. À, sổ lên. Sổ lên là được 3 tấc ha.
cái chi số 1 nó lên tới chi số 1 nó được khó khăn là nó được 35 nhé quý cô chú. Dạ. Yeah. Đây khó khăn rất đẹp ha. Có cành nè, cô chú thấy không? Hết biết rồi. Đấy thì đấy lực, đấy đẹp. Đây nó chảy thường nách hơi hơi trên nách ha cô chú, bởi già cây vậy lắm ha nè. Chừng em bể xù thôi chứ em chưa báo là xù ha. Chót ngọn luôn ha. Dạ. Mã số này là 10 giờ. 16. 16. Rồi em giao luôn là giá 9.8 hay quý cô chú. Dạ. 9.800.000 cho một quả mai vàng đẹp nha cô chú chị nha. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 10 à. 17. 7. Cây dẹ mai vàng quái nha. Cái này đã lên da me xù nhiều lắm ha cô chú nè, nó đế thì lấy lực lấy quái ha quý cô chú. 17 ha, hoành lớn ha, giá rẻ bất ngờ nha cô chú anh chị. Để dạ rồi, đế nguyên một củ đập luôn á cô chú anh chị nha. Hoành thăng là 47 ha quý cô chú. Dạ và được 47. Cái cũ nó ha. Dạ xuống đây là được 65. Dạ. Chiều cao là nó 75. Đường kính bầu 60. Rồi, cây mã số 17 một cây mai vàng ha. Em giao lưu là giá 6.500.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ, 6.500.000. Rồi, hôm nay dì Hiếu có lên được 17 phôi mai ha. Mong được cô chú ủng hộ. Số điện thoại của em là 0907 864 124. Rồi cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ cho Di Hiếu rất nhiều ha. Hôm nay cô chú tiếp tục ủng hộ Di Hiếu ha. Dạ. Di Hiếu rất thành thật cảm ơn. Rồi xin mến chào cô chú ha. Dạ. Em xin chào, hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào những clip sau ạ. À.